Hello, chào mọi người. Mình đang ở rừng đây. Đây là thằng em của mình. Đây mình à, mới vào được buổi trưa nhưng mà nóng, nóng phải cứt ra luôn. Nặng lắm. Đây người ta đốt hết rồi. Người ta đốt kìa. Đốt đầy luôn, từ đây lại kia, từ ngoài đường vào kia kìa. Đi vào đây người ta đốt hết. Này là hang Vendula. Còn cái xác của nó đâu rồi ta? Chắc mất rồi. Xong rồi mà. Cái này lên cốc tiếp. Cái hang này từ từ nhá. Còn bên này có một hai hang rồi này. Đây kia kìa. Đây một hang rồi. Rồi à. Rồi bên này rồi này. Người ta ở đây một hang này đó, mà hai hang ngoài này là không biết thật phải ven đô la hay không, còn cái hang đang đào này là ven đô la. Toàn đây mình một xíu nhá. Đây mình đào cái hang này, cái hang nó đâu cũng đâu ở đây, là mình chỉ cho các bạn đấy. Cái hang hang thứ hai ấy, nó đi một vòng xuống đây, đây nó đây này, đâu rồi ta? Ở đây này, cái bụng của nó này, cái chân của nó này. Con này thì hình như là con nhìn không tên ấy, mình không có biết tên của nó. Đây. Ấy tiếng gọi rất tự nhiên. Cần cảnh nha. Ôi, người nhóm luôn này. Vì tầng tiêu tiêu đấy. Đó. Đây là dựa. Dựa nó cung lắm. Em thấy nhìn nó được cái xác con này vô. Ơ, con này. Không có mà cái xác được con cái gì. Đứt chính chứ. U đồ mày con được rồi, con bên đế rồi. Ờ, con ven đu la. Đó ta. Ven, ven đô la. Đúng hồng, con này rồi. Mình không biết nhưng mà đây này, lát mình cho các bạn xem. Tắt đâu. Đây này mình à, mới đào xong, tại vì nặng quá ấy. Mình không cầm được mày đâu á. Cười, mày. Mày nóng. Đây còn cái hang này. Cái hang lên tới 400 rưỡi tiền đồng. Tiền Việt Nam. Một tháng một. Hơi hấp, cái đoạn hấp dẫn nó bị tắt mất. Đây này,
con này con Vendula này chắc luôn. Bắt theo để mình cho các bạn xem từng cành sau. Đúng không? Mình bắt chứ mà. Bắt chạy lên tới nó mệt luôn ạ. Tại vì nặng quá mà. Nặng cực kỳ luôn. Không có đà được đâu. Đứng 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 đó. Kiểu này. Rồi đi. Hả? Nóng quá này mình nhìn nó rất là quý. Ôi đẹp tuyệt vời. Điều cái con nóng quá nóng quá. Đây. Thế này này. Vườn tường này hơi bị lịt tường. Đấy, vườn tường này mình bắt hơi bị nhiều rồi đấy. Nhưng mà cứ đến mùa là bắt đầu nó xuất hiện lại là mình bắt lại tiếp. Quay luôn, tụi này đẹp này. Đây này, mũi cũng đẹp. Đây, con này chắc chắn là một, chắc chắn là con Vendula này. Còn tên khoa học là gì thì mình không biết. Nhưng mà nó gầy rồi các bạn. Thật sự nó rất là gầy. Video mình cắt hơi nhiều nha, nên các bạn có thì thông cảm nha. Còn có bên này nữa. Dưỡng thì về là mình bắt được hai con. Hai con này thì mình về mình sẽ dưỡng lại. Rồi còn cách mà xẹt chuồng các thứ thì hôm nay mình về nhà mình làm video xong. Nặng lắm. Rồi chúng mình video 2 giờ. Các bạn xem bông hoa này. Trời này mà nó có bông hoa này. Rất đẹp. Rừng nhiều lắm. Rừng nhiều lắm. Rồi còn chỗ khác nữa. Nếu mà đi cỏ thì mình sẽ làm video tiếp. Nặng quá. Hết sức để nổi. Mình 48 này. Một số 48 Đắk Nông. Bạn nào chạy thì qua đây giao lưu mình. Em khá bạch nè. Hai con. Con này mình nghĩ cải này. Các bạn xem kỹ này. Tại vì nhìn ngoài tự nhiên ấy, nó rất là hung nha. Hung lắm các bạn. Nếu mà bắt thì đừng có đồng vào nó. Chờ nuôi một thời gian ở trong hộp ra. Rồi các bạn bắt đầu mới thuần nó sau nha. Con này thì chân dài hơn này. Còn con này thì mập hơn một xíu. Bụng to hơn, con này thì kiểu hơn cần cành này. Này. Tiếp tục nha. Đây, mình vô sâu hơn. Chỗ này bây giờ im hơn rồi. Mát hơn. Nhưng mà vẫn nóng hơn. Vẫn nóng. Con bò của mấy cái đồn. Đồn thế này. Mình tìm này giờ được 2-3 hang này. Đâu. Đây một hang này. Trung trắng này. Một hang. Với
các bạn thấy không? Như nhòe, như củ gặp, cho nó ra đi xem. Xác thì nó giăng tơ nhiều hơn. Đây nhiều người ở đấy lắm. Nhiều người nói chung là cái khu đường này thì nhiều người đi qua đi lại lắm. Đây mình đang ở rừng Việt Nam chứ không phải là ở Campuchia. Vài bữa mình đi qua bên kia sau, mình sẽ đào nhá. Đào rồi lát mình sau mình cho các bạn xem kết quả. Tại vì điện thoại mình hết pin rồi nên cắt đi cắt lại tận dụng những cái đoạn mà đoạn nó đẹp ấy mình đào rồi mình quay lại thôi, chứ còn điện thoại hết pin không quay từ đầu đến cuối. Còn không gặp nhá. Cậu cái hang này có đâu rồi? Hang này, hang nó ở đây này. Đây, cậu nó xong rồi nó chạy lên đây. Vô cực vãi thật. Đây con này cũng là Vancula này, nhưng con này bự hơn rồi, nhưng cũng khá to, đẹp đấy chứ. Nghe em bỏng bỏ như cái hồi lâu bắt thành từ miếng đẹp đẹp bắt thành gần to hơn rồi, những cái hàng gần chết rồi, nó gần chết mới bắt. Nối tiếp nhà anh có mấy con bự đứa đó to như to lắm hả? Được sáng rồi. Con hồi lâu thuộc con quang nó dành cho người đó. Ở lâu lắm chưa gặp thầy. Em có tên là bên kia còn hai hang nữa, xem mình sẽ đào rồi mình sẽ quay lên cho các bạn xem nha.